Triệu Lệ Dĩnh lộ ảnh hẹn hò với Phùng Thiệu Phong vào đêm khuya, nghi vấn bí mật tái hợp chồng cũ. Thông tin mới liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang khiến cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao. Theo truyền thông, không giống nhiều người nổi tiếng sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không những không có mâu thuẫn mà còn thường xuyên qua lại ở chế độ riêng tư. Họ nhiều lần bị thợ săn ảnh bắt gặp xuất hiện cùng nhau, thậm chí còn có những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng với con chung của họ chung một khung hình. Mối quan hệ sau ly hôn của cả hai vẫn tốt đến nỗi nhiều người còn kêu hai người tái hợp. Mới đây, một số phương tiện truyền thông còn tung được ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất hiện vào đêm khuya. Dù bức ảnh có độ mờ cao nhưng vẫn thấy rõ nhan sắc nổi bật của Triệu Lệ Dĩnh. Theo nguồn tin, tối muộn hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh lái ô tô đến nhà chồng cũ Phùng Thiệu Phong. Cô ngồi trong xe cúi đầu nghịch điện thoại, tâm trạng rất vui vẻ, trên môi vẫn nở nụ cười. Hình ảnh này cho thấy rằng nữ diễn viên đang có tâm trạng tốt và có lẽ người đang trò chuyện với cô ở đầu bên kia của điện thoại chính là Phùng Thiệu Phong. Sau khi lái xe vào khu nhà Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh không chút do dự đi vào nhà chồng cũ. Một nguồn tin thân cận cho biết, trước khi tới nhà chồng cũ, chiều hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh đã rất vui vẻ đi làm tóc. Dường như việc gặp lại chồng cũ khiến tâm trạng nữ diễn viên rất phấn khích, không kìm lòng được mà thể hiện ra ngoài. Trước đó, Phùng Thiệu Phong đã bí mật đi chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh và bị giới truyền thông chụp được. Việc cả hai thường xuyên gặp gỡ càng làm người hâm mộ hy vọng họ sớm tái hợp. Cách đây chưa lâu, Triệu Lệ Dĩnh bị đồn lấy Phùng Thiệu Phong làm bình phong. Nguồn tin trên Weibo úp mở nữ diễn viên 36 tuổi là tình nhân của một quan chức giàu có. Diễn viên chấp nhận làm bồ nhí của người đàn ông để đổi lấy tài nguyên trong làng giải trí. Khi mang bầu và sinh con, cô giao kèo với Phùng Thiệu Phong để trở thành vợ chồng trên danh nghĩa nhằm che mắt thiên hạ. Nguồn tin chỉ ra giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hoàn toàn là quan hệ hợp đồng. Mọi thứ từ kết hôn, sinh con, ly hôn đều có lộ trình. Nhiều người còn chia sẻ lại bài phỏng vấn cũ của Phùng Thiệu Phong. Trong đó anh nói không biết vợ có thực sự muốn kết hôn hay không. Triệu Lệ Dĩnh tham gia giới giải trí hơn 10 năm, trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Danh tiếng của cô từng nhiều lần bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt lẫn những đánh giá không hay từ đồng nghiệp. Quản lý cũ của Triệu Lệ Dĩnh, Hách Như, từng công khai chỉ trích tính nết của cô. Không ưa nhìn có thể phẫu thuật thẩm mỹ, tính cách không ưa nổi thì sao sửa được. Cô còn bị tố cáo giả vờ ngây thơ, đạo đức giả. Trước những bình phẩm, Triệu Lệ Dĩnh thường im lặng. Cuối năm ngoái, cô từng đi kiện và thắng sau khi bị một người sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng một số nhận xét xúc phạm và bôi nhọ danh dự cô. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn năm 2018. Tới tháng 4 năm 2021, hai người công bố ly hôn, gây xôn xao. Sau khi họ chia tay, con trai của hai người do bố mẹ ngôi sao họ Phùng nuôi dưỡng, sống ở Bắc Kinh nên thi thoảng Triệu Lệ Dĩnh về Thượng Hải, quê chồng cũ thăm con trai. Hiện cô và chồng cũ đều độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp. Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 trong gia đình nông thôn. Cô gia nhập làng giải trí năm 2006. Sau khi thắng giải một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao, 7 năm đầu từ khi mới gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chỉ được giao vai phụ do gương mặt bị đánh giá kém sang, không có thế lực chống lưng. Năm 2013, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khởi sắc khi cô được giao vai chính trong phim Lục Trinh Truyền Kỳ, tiếp đó thành công với Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện. Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc hoa, kiếm nhiều tiền nhất cho tạp chí Forbes bình chọn. Những năm gần đây, diễn viên đóng nhiều phim truyền hình như Hữu Vĩ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Ai Là Hung Thủ.